cạnh mẹ cái chiếc xe bò này mà nó ra đời nào mình không hay nữa nè. Còn máy nó ôi à. Đi bỏ phân chuồng vô ruộng xong rồi nó giờ về. mây áo có sương mù trong hẻm núi kẹt nước. Đâu nào cũng trồng cái gì nữa. Đường kho lương thực. Bên này kênh cây me nè. Tôi đè tôi cũng mới sắm, tôi cũng đâu có biết đâu. Mới sắm mà chưa quen. Dạ cô ơi, có cô đọc đó. Đừng có cô này nãy giờ đọc giờ sao? Xe mới chồng bằng xe. Đó là một quán mà mua xe 36 triệu. Vậy xe nó 36 à? 36. Để đợt này rẻ mà ơi. Rẻ mà. Để đợt Tết vậy. Bình Dương này dạng thọn. Năm nay không có bông đẹp, còn dạng thọ không à. Không có bông lạ. Cái cúc mini mới bông về chương Tết, cúc mini với cát tường.